Thắt lát không có mà. Ủa này không phải. Nàng hai là gì có thắt lát. Lát cường. Sảy với Hoàng. Sảy với đạp xuống hồ luôn á Hoàng. Đâu? Máy đâu? Máy để ngoài. Dạ. Có nước, còn nước nữa chú, để hồi hết kêu thêm. Dạ. Chụp rồi mà. Tụi con truyền thông làm vậy đó. Sát lưỡi, bóp sát cái lưỡi á. Nhấp hai cái rồi. Mới xuống cái lỗ của ông Hoàng á, nhiều cá. Chưa. Lỗ của Hoàng ngon á. Một ký. Đâu có đâu á. Cá nó bạc lên vậy. Nốt luôn rồi. Nó tới hỏng luôn. Cái cây gỡ lưỡi ở trong á. Có cây lưỡi bắp. Cây gỡ lưỡi ở trong vỏ luôn. Cây này bự không?
Chức không. Rầy á, bỏ con xô kia. Nút. Nút. Cái cây gỡ rồi. Cây xanh anh để nằm dưới đất nha. Anh để nằm dưới đất luôn. Cô mát nó chết. Lát gỡ đi Hoàng. Anh phải để nó chết thương chứ. Vậy hả? Nó có dẻo không? Gì đâu? Hù nó một cái là nó mất lực à. Ăn hết mồi rồi. Cầm kỹ ra, dứt lại nha. Cần. Có mấy kính đang đâu? Nhấp cái đi, nhấp nó anh xui đi. Xong cái anh bóp đẩy lại. Mát con cá. Nãy anh dính con rồi cái gì? Thả nó ra, kéo nó ra. Dính mép vậy mình móc khéo nó cũng dính cũng được luôn. Đẹp không? Cá đẹp. Để cái máy gần gần. Máy ảnh bị kìa. Ừ.
Ủa máy đâu Bi? Soft không? Super soft này.